Cô xin chào các em. Đến với tiết học địa lý lớp 6 ngày hôm nay. Và nội dung của tiết học ngày hôm nay đó là tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết vào tuần thứ 8. Và nội dung của tiết ôn tập gồm hai phần chính, đó là phần lý thuyết và phần bài tập. Ở phần lý thuyết, các em sẽ học nội dung của 4 bài bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5. Và sau đây là những nội dung chính của các bài 2, 3, 4, 5. Câu 1. Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất. Vị trí của trái đất có ý nghĩa như thế nào? Câu 2. Các em sẽ tìm hiểu về định nghĩa bản đồ là gì và tỷ lệ bản đồ là gì. Có mấy dạng tỷ lệ và tỷ lệ bản đồ có ý nghĩa như thế nào? Câu 3. Thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý của một điểm? Câu 4. Các em sẽ tìm hiểu ký hiệu bản đồ là gì? Có mấy loại ký hiệu bản đồ và có mấy dạng ký hiệu bản đồ? Câu 5. Bản chú giải có ý nghĩa như thế nào? Và câu 6. Đường đồng mức là gì? Có mấy cách thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ? Và trên đây là 6 câu hỏi, đó là những nội dung chính của các bài 2, 3, 4, 5 trong phần ôn tập kiểm tra mục tiết của chúng ta. Tiếp theo là phần bài tập. Bài tập trong nội dung kiểm tra sẽ có 3 dạng bài tập. Dạng thứ nhất là về tỷ lệ bản đồ. Dạng bài tập thứ hai là xác định phương hướng. Và dạng bài tập thứ ba là ghi tọa độ địa lý của một điểm. Và sau đây là bài tập 1, bài tập về tỷ lệ bản đồ. Cô có cho bản đồ có hai tỷ lệ là 1 chia 100 000 và 1 chia 200 000 Em hãy cho biết A. 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm trên thực tế? B. Bản đồ bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế? C. 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm trên thực tế? Và sau đây là cách làm. Các em sẽ làm bản đồ có tỷ lệ 1 chi 100 000 trước. Câu A. Dựa vào tỷ lệ, ta sẽ biết được 1cm trên bản đồ ứng với 100 000 cm trên thực tế. Và câu B. Cũng dựa vào tỷ lệ bản đồ, ta sẽ biết được bản đồ bị thu nhỏ 100 000 lần so với thực tế. Câu C. Như ta đã có ở câu A, 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm trên thực tế. Vậy 3 cm trên bản đồ sẽ bằng 100.000 nhân 3 và kết quả là 300.000 cm trên thực tế. Vậy kết luận 3 cm trên bản đồ sẽ bằng 300.000 cm trên thực tế. Và đây là cách làm của dạng bài tập số 1. Tương tự, cách làm của bản đồ có tỷ lệ 1 chia 100.000 và sau đây cô và các em sẽ cùng làm bản đồ có tỷ lệ 1 chia 200.000 A. Dựa vào tỷ lệ bản đồ ta sẽ biết được 1cm trên bản đồ ứng với 200.000cm trên thực tế B. Ta biết được bản đồ bị thu nhỏ 200.000 lần so với thực tế và C. Ta đã có 1 cm trên bản đồ bằng 200.000 cm trên thực tế. Vậy, 3 cm trên bản đồ sẽ bằng 200.000 nhân 3 bằng 600.000 cm trên thực tế. Các em lưu ý, khi làm bài tập dạng tỷ lệ bản đồ, các em cần thực hiện phép tính và tỷ lệ bản đồ luôn có đơn vị là cm. Và sau đây là dạng bài tập thứ hai, xác định phương hướng. Ở bài A, các em sẽ điền các hướng chính vào hình sau. Ở hình bên dưới, cô đã cho sẵn hướng bắc và các em sẽ điền các hướng còn lại. Ở bên dưới sẽ là hướng nam. Bên phải hướng đông. Bên trái hướng tây. Ở giữa hướng bắc và hướng đông, đó là hướng đông bắc. Ở giữa hướng đông và hướng nam, đó là hướng đông nam. Ở giữa hướng tây và hướng bắc, đó là hướng tây bắc và ở giữa hướng tây và hướng nam đó là hướng tây nam. Và đây là sao phương hướng hay còn gọi là các hướng chính. Và các em cần phải học thuộc lòng hình sao phương hướng này để có thể làm các dạng bài tập khác. Ở bài tập B này, các em sẽ dựa vào sao phương hướng để xác định hướng từ các điểm O đến A, O đến B, O đến C và O đến D. Thì để xác định được hướng từ ô đến các điểm trên, các em sẽ phải dựa vào hình các hướng chính hay còn gọi là sao phương hướng. Thì đầu tiên, từ điểm O đến điểm A, dựa vào hình các hướng chính, ta sẽ biết được từ O đến A đó là từ hướng đông nam đến hướng tây bắc. Từ O đến B là từ hướng tây đến hướng đông. Từ O đến C là từ hướng bắc đến hướng nam. Và cuối cùng từ O đến D là từ hướng đông bắc đến hướng tây nam. Vậy, để làm được bài tập dạng bài xác định phương hướng, các em cần phải học thuộc hình các hướng chính hay còn gọi là hình sao phương hướng. Và sau đây là bài tập số 3, bài tập về cách ghi tọa độ địa lý của các điểm trên hình. Dựa vào hình bên dưới, các em sẽ ghi tọa độ địa lý của các điểm A, B, C, D, E, F và để ghi được tọa độ địa lý của một điểm, các em cần phải xác định được kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em ghi tọa độ địa lý của điểm A. Và trước tiên, các em sẽ ghi điểm A ra bằng chữ in hoa. Sau đó, vẽ một dấu móc nhọn. Để biết kinh độ của điểm A là bao nhiêu, thì từ điểm A, các em nhìn thẳng lên trên, thì thấy được số độ, đó chính là kinh độ của điểm A. Vậy, kinh độ của điểm A là 20 độ Tây. Tương tự, để biết được vĩ độ của điểm A, thì từ điểm A các em nhìn ngang qua bên tay phải, thì sẽ thấy được số độ đó chính là vĩ độ của điểm A, và vĩ độ của điểm A là 20 độ Bắc. Sau khi đã biết được kinh độ vĩ độ của một điểm, các em sẽ ghi kinh độ và vĩ độ vào trong cái móc nhọn. Kinh độ các em sẽ ghi ở đầu phía trên của móc nhọn là 20 độ Tây vĩ độ ghi ở phía dưới của mọc nhọn là 20 độ Bắc. Vậy ta thấy được điểm A có tọa độ địa lý gồm kinh độ là 20 độ Tây, vĩ độ là 20 độ Bắc. Tương tự, các em sẽ ghi được tọa độ địa lý của các điểm B, C, D, E, F. Điểm B. Tọa độ địa lý gồm kinh độ 60 độ Đông, vĩ độ 20 độ Nam. Điểm C, tọa độ địa lý gồm kinh độ là 0 độ, vĩ độ là 40 độ Nam. Điểm D, tọa độ địa lý gồm kinh độ 40 độ Tây, vĩ độ 20 độ Nam. Điểm E, tọa độ địa lý gồm kinh độ 40 độ Đông, vĩ độ 40 độ Bắc và điểm F, tọa độ địa lý gồm kinh độ 20 độ Đông và vĩ độ 0 độ. Vậy, các em cần lưu ý rằng một điểm gồm tọa độ địa lý của nó luôn gồm có kinh độ và vĩ độ